Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Bạn vẫn đang loay hoay không biết nên chọn bộ anime nào cho mùa thu, mùa anime cuối cùng của năm 2022. Có lẽ mình có thể giúp bạn lựa chọn. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với top 10 anime siêu phẩm được mong đợi nhất mùa thu năm 2022 nhé. 10. Blue Lock, thể loại thể thao shonen. Yuichi Isagi đã bỏ lỡ cơ hội tham dự giải cao trung toàn quốc do đã truyền cho đồng đội thay vì tự thân mình dứt điểm. Cậu ta là một trong 300 chân sút U18 được tuyển chọn bởi Jinbachi Ego, người đàn ông được Hiệp hội bóng đá Nhật Bản thuê sau hồi FIFA World Cup năm 2018 nhằm dẫn dắt Nhật Bản vô địch World Cup bằng cách tiêu diệt nền bóng đá Nhật Bản. Kế hoạch của Ego gồm việc cô lập 300 tay sút trong một nhà ngục dưới một tổ chức với tên gọi Blue Lock, với mục tiêu là tạo ra chân sút tự phụ nhất thế giới, điều mà nền bóng đá Nhật Bản còn thiếu. 9. Mari Mashita Irumakun mùa 3, thể loại hài hước fantasy siêu nhân isekai thần thoại học đường shonen. Phần 3 sẽ xoay quanh câu chuyện về saga ở kỳ 2. Tại đây, Iruma có thể sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn. Tuy nhiên, nghị lực và sự cố gắng của anh chàng đã giúp cho Iruma có đủ khả năng để trở thành vua quỷ tiếp theo. Bên cạnh đó, những Dalek xấu xa sẽ tiếp tục học trong lớp học hoàng gia, vậy nên họ phải cố gắng rèn luyện để nâng cấp bậc của mình. 8. Kage no Jitsuryo Kushani Naritakute, thể loại hành động hài hước fantasy. Như bao người ngưỡng mộ những anh hùng khi còn nhỏ, nhân vật chính của chúng ta lại ngưỡng mộ những con người trong bóng tối. Sau khi giấu đi khả năng thật sự và sống một cuộc đời tầm thường của người dân vào ban ngày, trong khi trải qua những khóa huấn luyện điên rồ vào ban đêm, anh ta cuối cùng cũng được chuyển sinh sang thế giới khác. Người đàn ông ấy, người mà chỉ phô diễn sức mạnh trong bóng tối, những người hầu cận và cùng với đó là tổ chức lớn mạnh của anh. Đây là câu chuyện về một chàng trai, người luôn khao khát sức mạnh trong màn đêm, chỉ vì thế giới ngầm ở thế giới khác. 7. Spy X Family Part 2, thể loại hành động hài hước shonen. Phần thứ 2 của Spy X Family. Mỗi người trong gia đình đều có một phần bí mật riêng của mình mà họ không thể cho ai biết. Vào thời điểm mà tất cả các quốc gia trên thế giới đang tham gia vào một cuộc chiến tranh thông tin khốc liệt xảy ra sau những cánh cửa đóng kín, Ostania và Westerlitz đã ở trong tình trạng chiến tranh lạnh với nhau trong nhiều thập kỷ. Bộ phận tập trung vào phía đông của dịch vụ tình báo Westerlitz, WISE, cử điệp viên tài năng nhất của họ, White Twilight, theo mật vụ tối mật để điều tra các chuyển động của Donovan Desmond, chủ tịch của Đảng Thống nhất quốc gia Ostania, người đang đe dọa các nỗ lực hòa bình giữa hai quốc gia. Nhiệm vụ này được gọi là chiến dịch Strix. Nó bao gồm tập hợp một gia đình trong một tuần để xâm nhập vào các cuộc tụ họp xã hội được tổ chức bởi ngôi trường ưu tú mà con trai của Desmond theo học. Twilight lấy nhân dạng là bác sĩ tâm thần Lloyd Folger và bắt đầu tìm kiếm các thành viên trong gia đình. Nhưng Anya, con gái mà anh ta nhận nuôi, hóa ra lại có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi người, trong khi vợ anh, Yor, lại là một sát thủ. Vì lợi ích riêng của mỗi người nên họ đều giữ kín những bí mật này. Họ bắt đầu sống cùng nhau và không để lộ danh tính bí mật của mình với nhau. Hòa bình thế giới giờ đây nằm trong tay của gia đình mới này khi họ dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ. 6. Boku no Hero Academia mùa 6, thể loại hành động học đường siêu sức mạnh shonen. Mùa 6 của Boku no Hero Academia. Thế giới sẽ như thế nào nếu 80% dân số bộc phát năng lực đặc biệt từ lúc 4 tuổi? Anh hùng và tội phạm sẽ đối đầu với nhau không ngừng nghỉ. Làm anh hùng đồng nghĩa với việc học cách sử dụng năng lực của mình, nhưng ta sẽ học ở đâu? Tất nhiên là chương trình đào tạo anh hùng của AU rồi. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn nằm trong 20% dân số không có năng lực? Izuku Midoriya, một học sinh cấp 2 rất khao khát muốn trở thành anh hùng, nhưng cậu lại không hề có sức mạnh, không có cơ hội vào được trường đào tạo anh hùng. Cuộc đời cậu tưởng như đã kết thúc. Nhưng cuộc gặp gỡ với All Might, anh hùng vĩ đại nhất, đã cho cậu cơ hội thay đổi số phận của mình. 5. Uzaki-chan wa Asobitai mùa 2, thể loại hài hước ecchi.
mùa 2 của Uzaki-chan wa Asobitai. Uzaki Hana vui mừng khi phát hiện ra cô học cùng trường đại học với đàn anh hồi trung học của mình, Sakurai Shinichi. Tuy nhiên, sau một năm bí mật quan sát anh, cô đi đến kết luận anh là người cô độc. Cô quyết định dành thời gian bên Shinichi nhiều nhất có thể, khởi đầu với kế hoạch một lối sống vui vẻ cho Shinichi. Liệu Shinichi có thể khiến cho Hana hiểu rằng anh thích ở một mình hay anh sẽ bị thu hút bởi sự quyến rũ kỳ lạ của Hana? Bốn, Fumetsu no Anatae mùa 2, thể loại phiêu lưu drama siêu nhân shonen. Mùa 2 của Fumetsu no Anatae. Nó, một vật thể bất tử được gửi đến trái đất. Nó không mang cảm xúc, nó không có danh tính. Tuy nhiên, nó có thể nhập vào bất cứ sinh vật nào có năng lượng. Lúc đầu, nó là một khối cầu tròn. Sau đó, nó bắt đầu mô phỏng hình dáng của đá. Nhiệt độ đã giảm và tuyết cũng đã phủ dày. Nó bắt đầu mô phỏng những cây rêu trên đá. Khi bị thương, một chú sói cô đơn nằm lặng lẽ trên tuyết. Nó bắt đầu mô phỏng hình dạng của chú sói đó. Nó có được nhận thức và đi lang thang qua ngôi làng Sundra vắng vẻ, cho tới khi nó gặp được một cậu bé. Cậu bé đang sống một mình trong ngôi làng ma này, khi mà người lớn đã ra đi để tìm lấy thiên đường trong biển tuyết trắng xóa. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã cồng cốc và bây giờ cậu bé đã ra đi trong tình trạng tuyệt vọng. Nó lấy hình dạng của cậu bé và bắt đầu một cuộc hành trình không hồi kết để lấy được những kinh nghiệm, khám phá ra những nơi mới và gặp gỡ những người bạn mới. Sau khi chết nhiều lần, cậu được tìm thấy ở đầm lầy bởi Marsh, một cô bé nhỏ với mong ước trở thành một người mẹ tốt. Nhưng không may thay, cô lại được chọn là vật hiến tế cho một con gấu tâm linh điên loạn. Cô bé đặt tên cậu là Fushi và làm bạn với cậu, dạy cậu cách ăn và bớt hoang dại hơn. 3. Mob Psycho 100 mùa 3, thể loại hành động hài hước siêu nhân siêu sức mạnh. Mùa 3 của Mob Psycho 100, Shigeo Mot Kageyama, học sinh lớp 8 đã sử dụng được năng lực ngoại cảm bên trong của mình khi còn nhỏ. Nhưng sức mạnh nhanh chóng chứng tỏ là một trách nhiệm khi anh ta nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng trong các kỹ năng của mình, lựa chọn để ngăn chặn sức mạnh của mình. Mục đích duy nhất hiện tại của Mob cho khả năng của mình là gây ấn tượng với crush lâu năm của cậu, Tsubomi, người sớm chán với những chiêu trò tương tự. Để tăng cường khả năng kiểm soát các kỹ năng của mình, Mob gia nhập dưới sự dẫn dắt của Aratake Reigen, một kẻ lừa đảo tự xưng là một nhà ngoại cảm, người khai thác sức mạnh của Mob để làm giàu. Giờ đây, việc xua đuổi tà ma theo lệnh đã trở thành một phần trong cuộc sống đơn điệu hàng ngày của Mob. Tuy nhiên, năng lượng tâm linh mà anh ta sử dụng hầu như chỉ là phần nổi của tảng băng. Nếu tiềm năng rộng lớn và cảm xúc không được kiểm chế của anh ta bùng phát, một sự kiện đại hồng thủy khiến anh ta hoàn toàn không thể nhận ra sẽ được kích hoạt. Sự tiến triển đối với vụ nổ của Mob đang tăng lên và cố gắng ngăn chặn nó là vô ích. 2. Chainsaw Man, thể loại hành động phiêu lưu gore shonen. Câu chuyện lấy bối cảnh tại một thế giới tồn tại những con quỷ đáng sợ. Lũ quỷ này hình thành từ chính những nỗi sợ của con người như bóng tối, sợ cá mập, sợ nhện, sợ súng, sợ bạo lực. Để chống lại chúng, các tổ chức săn quỷ trực thuộc chính phủ đã được thành lập trên toàn thế giới. Nhân vật chính của Chainsaw Man là Denji. Với mục tiêu trả số tiền nợ khổng lồ mà cha mình để lại, Denji đã phải bán nội tạng và làm bất kỳ công việc nào, kể cả diệt quỷ. Bên cạnh Denji là Pochita, một con quỷ nhỏ bé với lưỡi cưa trên đầu. Pochita cũng là người bạn duy nhất cùng Denji sống những ngày cơ cực không có gì để ăn. Trong một lần bị bọn chủ nợ chơi xỏ, Denji đã bị giết. Pochita liên hoa làm một với Denji và hồi sinh cậu ta thành quỷ cưa hùng mạnh. Sau khi đã trả thù những kẻ xấu, Denji được Makima, thành viên tổ chức săn quỷ tại Nhật Bản, nhận nuôi. Câu chuyện của Chainsaw Man bắt đầu từ đây. 1. Bleach Seinen Keisen, thể loại hài hước phiêu lưu fantasy shonen. Chuyển thể arc cuối cùng của series Bleach. Ichigo Kurosaki là một thiếu niên có khả năng nhìn thấy linh hồn. Cuộc sống của anh ta đã thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện đột ngột của một Soul Reaper, một trong những người điều chỉnh dòng chảy của linh hồn giữa thế giới con người và thế giới bên kia, tên là Kuchiki Rukia, người đến thế giới con người để tìm diệt Hollow, một linh hồn lạc lối rất nguy hiểm.
khi Rukia bị thương nặng vì bảo vệ Ichigo khỏi Hollow. Cô ấy cố gắng chuyển một nửa trong số năng lượng Ray Azure, nghĩa đen, sức mạnh linh hồn của cô cho Ichigo để anh có thể đánh bại Hollow. Tuy nhiên, Ichigo lấy gần như tất cả năng lượng của Rukia và biến đổi thành một Soul Reaper, cho phép anh ấy đánh bại Hollow một cách dễ dàng. Trên đây là top 10 anime siêu phẩm được mong đợi nhất mùa thu năm 2022 mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gặp rút cho ra mắt các top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thỏ Ngọc Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!